ra vẻ gọi là đĩ điếm này kia rồi vậy. Nhưng còn mẹ Mỹ thì cũng có những người mà lấy chồng Mỹ hay là những người lấy chồng không phải chính thức, như là bạn bồ bịch này kia này cái thôi. Chứ còn những người mà đi mà chính thức là họ đã Mỹ, nó đã bảo lãnh ra ngoài lâu rồi. Nó bảo lãnh ra ngoài, bảo lãnh về nhà rồi. Đây là những người bồ bịch quen biết với Mỹ, thành ra còn ở đó thì nó phải làm thủ tục bảo trợ thì nó mới bảo trợ ra được. Kể ra thì cả là một cái kinh nghiệm 33 năm trước. Bữa nay chúng tôi kể lại cái này là đúng là 2 ngày 30 tháng 4. Bữa nay là 2 tháng 2 Tây tháng 5 năm 2008. Thì đó là một cái cuộc đổi đời mà về vấn đề học Anh văn vui lắm. Thì chính tôi là cái người soạn bài vật học Anh văn cho đồng bào trong Phó Sá Phê. Tôi lấy tôi tại bởi vì lúc bây giờ thì Bộ Ngoại giao mà họ cũng biết ông tùy viên quân sự quân ơi về tùy viên cố vấn tùy viên văn hóa Mỹ, ông quen tôi biết tôi, ông mới giới thiệu tôi cho cái trường đại học Western Community College. Western có nghĩa là West của Arkansas đó, Western trường đại học cộng đồng, thì đại học cộng đồng họ biết tôi đã từng có dạy Anh văn ở Việt Nam và nói tiếng Anh lưu loát. Thế họ nhờ tôi làm tư vấn, mướn làm tư vấn đang cố vấn cho những giáo sư của họ tuyển dụng vào biết cách mà dạy. Thế buồn cười lắm khi họ đưa mấy giáo sư người Mỹ có nhiều có cả bằng tiến sĩ này đó đi vào dạy học dạy lớp đôi chừng vài ba ngày là người ta tan, tại đúng bữa đầu thì đến đông lắm, học vài ba ngày thôi không ai đi học tan xuống hết. Tại vì cái người mình lớn tuổi rồi mà đi học theo cái lối của Mỹ dạy không có nhớ, không thích. Tại bây giờ tôi mới nghĩ ra cái cách mà tôi đã từng cũng có dạy ở Việt Nam nữa trước, tại vì tôi là giáo sư hồi Việt Mỹ hồi tại Sài Gòn và Đà Lạt nhé. Tôi cũng có mở trường dạy Anh văn ở Đà Nẵng hồi thời kỳ Mỹ mới qua đó. Và thế tôi soạn những cái bài Anh văn những câu rất là đơn sơ, tôi vẽ lấy mà viết những câu ra chữ thật to vẽ lấy, rồi vẽ một vài ba cái hình đơn sơ. Thí dụ mình nói về cái bàn thì vẽ hình cái bàn, nói về con gà thì vẽ hình con gà, rồi đại khái như vậy thôi để cho nó dễ nhớ. Thế rồi mỗi ngày, thế là trong cái phòng điều hành mà của Mỹ đó là nó có cái máy mà gọi là hồi đó nó không phải máy photocopy, mà hồi đó gọi là cái máy là máy Xerox. Xerox là cái tên của cái máy Xerox hồi đầu tiên ấy, cái hãng Xerox đó. Máy nó to lớn bằng hay là 4-5 cái bằng 3 và cái bằng bàn bureau của mình ấy. Ba bằng bureau mà nó chỉ có 1-2 cái máy thôi. Mà cái bài của tôi soạn mỗi buổi sáng tôi bỏ vào từ 5 giờ sáng ấy, là đã nó bắt đầu máy nó cứ chạy, thế mà nó cứ in copy, in một lần thì mấy chục ngàn tờ mà. Thế rồi là bà con của mình đứng sắp hàng dài có khi cả cây số đứng chỉ để đi ngang lấy cái tờ giấy mà tôi phát, chứ tôi cầm tờ giấy phát rồi còn đang nóng hổi là Anh văn đàm thoại đó. Thế người Mỹ, giáo sư Mỹ nó nói tại sao anh soạn Anh văn mà Anh văn Pidgin English như thế này, mà tôi dạy Anh văn đàng hoàng, tôi có bằng tiến sĩ PhD, tôi dạy Anh văn đây mà tôi dạy có 5-7 ngày thì học trò nó nghỉ hết trơn, còn tại sao mà anh cứ phát cái bài này mà ngày nào cũng có người mà tới là mình nhận lấy được. Tôi nói dần của tôi, chúng tôi nó học Anh văn cái lạ lắm, cái kiểu nó học cái kiểu Tây dạy ngày xưa, học là học từ chữ ngữ vựng á mà. Thí dụ như là father là cha, mother là mẹ, eat là ăn mà drink là uống đấy. Ông dạy ông soạn này là ông là Pidgin English. Anh nói là anh văn này Pidgin English tức là tiếng Mỹ gọi là Anh văn bồi đó. Pigeon là con chim bồ câu đó, mà Pidgin English có nghĩa là Anh văn bồi. Tại sao anh soạn anh văn bồi này mà người ta sắp hàng ta lấy bài nhiều như vậy? Tôi nói tôi đâu có biết, có lẽ cái này đúng cái nhu cầu của họ thôi. Tôi chỉ soạn rất là ngắn, rất là đơn sơ, rất ngắn, rất là thành ra bởi vì hôm trước ngay đây tuần vừa rồi tôi cũng có quảng cáo kỷ niệm mà cái lớp dạy Anh văn đặc biệt này của tôi, đặng tôi mời người ta đến học lớp Anh văn mà tôi với nhà tôi vẫn còn đang dạy, là năm nay kỷ niệm năm thứ 18 dạy ở tại với tôi Sài Gòn đó. Đó cũng bài soạn chúng tôi cũng soạn giống như hồi đó thôi, bây giờ thì máy móc tốt thì vẽ nhiều hơn, câu kéo nó dài hơn, chứ lúc đó mấy câu phải thật ngắn cho nó dễ nhớ thôi, những câu hỏi trả lời có không, những cái động từ mà nghĩa là những cái động từ xây đi xây lại, giờ danh từ xây lại khoảng chừng 100 chữ để mà nói sinh tồn thôi, nào là cảm ơn, nào là xin cái này xin cái kia, nào là năn nỉ, nào là cho tôi
đi chơi, đi ra chở dùm cho tôi lên xe, đại khái như vậy đó. Những cái là rất là đàm thoại, những cái thông thường là mình phải đụng, ví dụ là lên ngân hàng, nhà băng đổi tiền nè, rồi đi lên phòng mạch, bác sĩ đi vào khám bệnh ở bệnh xá trong trại nè, rồi nhờ Mỹ nó chở đi ra ngoài chơi nè, rồi làm quen với Mỹ, Mỹ lính Mỹ, rồi đi xin việc làm ở trong, cũng có những cái chỗ họ có, họ cung cấp việc làm để mình xin, rồi rồi họ tìm việc làm cho mình đặng đi ra làm ở ngoài Fort Smith ở ngoài, trong khi chờ để mà được đi bảo trợ đó, thì cũng có. Cái tôi buồn cười lắm, nhiều lúc đó là nhiều có nhiều cụ bà hỏi: bà ơi, bà ở bên nhà bà làm gì? Nó là chúng tôi đánh cá thôi. Đánh cá là cái hình như cái tỉnh gì mà ở miền Trung mà họ đi thiệt là đông đó, Phước Tỉnh, đúng rồi, Phước Tỉnh đó. Đấy, cụ làm gì? Nó là chúng tôi đi đánh cá. Thế đánh cá như thế có đủ ăn không bác? Đủ ăn đó. Nó nói dạ, thì trời cho thì cũng được, khi thì được khi thì không. Nói là khi nào mà hôm nào mà đánh được, nhưng mà khi nào mà được mà trúng mùa thì cũng được vài triệu. Tiền triệu Việt Nam hồi đó là to lớn á. Ngày nào mà đúng được mùa thì cũng được vài triệu. Giờ chúa thương hả? Thương vài triệu. Có mấy bà nói chuyện đấy. Dạ, nhà cháu đâu có biết sao đi Mỹ đâu. Thì cha bảo nhà cháu đi Mỹ thì nhà cháu đi Mỹ thôi. Chứ còn nếu mà nhà cháu mà biết mà qua Mỹ mà Mỹ nó cho ăn thung thướng thế này, nhà cháu bảo cả nàng đi rồi. Họ nói một cách rất là ngây ngô. Nên nó cha bảo đi là đi thôi. Cha bảo đi là đi thôi. Nhà cháu bảo, cha bảo đi thì cứ đi. Nhà cháu mà biết thế, nhà cháu bảo, cha biết thế, nhà cháu bảo nhau cả nàng nó đi rồi. Chứ còn đây đấy, những cái chuyện vui mà ở trại, cái trại Fort Chaffee, trại tị nạn đó, thì thôi không biết bao nhiêu, mà biết bao nhiêu là chuyện. Thì chúng tôi ở đó là định cư, thực sự thì là bây giờ Bộ Ngoại giao nó trả lương cho chúng tôi bằng đô la, cũng khá cao, và nó trả như là một cái công chức mà của người Mỹ ở bên đó, phải không? Và mà lại đặc biệt là Hội Hướng Đạo Mỹ ở ngoài lại vào biết tôi là một ủy viên hướng đạo trước của Văn phòng Hướng Đạo Thế Giới tại Đông Nam Á, cho nên Hướng Đạo Mỹ tiếp xúc và sắp xếp để cho tôi được ngồi ở trên Bộ Ngoại giao. Phòng cho tôi một cái điện thoại mà Viễn Liên hồi đó gọi khắp nước Mỹ không có mất tiền lúc đó, thì để tôi và cho tôi một cái bao thơ, loại bao thơ mà không cần dán tem, có dấu của Bộ Ngoại giao ngoài, chỉ cần nghĩa là viết bỏ tài liệu vào thì ghi địa chỉ, thì thùng thơ nó đưa đi tận tới Alaska luôn. Mà lúc đó thì những cái thơ mà tôi gửi đi và điện thoại tôi gửi đi là chỉ toàn là để giúp đỡ cho các em mà đã định cư ở 50 tiểu bang đó, nó đi hướng đạo ở tại địa phương đó, với người Mỹ ở tại địa phương, và cái hội hướng đạo Mỹ tại địa phương đó tới, có nhiều khi tới giúp đỡ chở đi, rồi lại biết họ không có xe đó, rồi tôi liên lạc với lại các hội hướng đạo địa phương ở 50 tiểu bang, rồi còn liên lạc thẳng với các em ở bên này với phụ huynh, thế là hai bên gặp nhau rồi đưa nhau giúp đỡ. Thì cũng nhờ vậy mà rất nhiều người gia đình được có công ăn việc làm, mà nhờ qua cái hội hướng đạo Mỹ ở địa phương đó, họ giới thiệu lẫn nhau cho phụ huynh bên ngoài đó, rồi cho định cư. Nhiều khi là tới đó thì một cái nhà thờ nào đó bảo trợ, nhiều khi nhà thờ tìm việc làm cho, nhiều khi là phụ huynh của hướng đạo Mỹ đó họ mướn, họ cho đi làm, rồi cho mấy đứa nhỏ được đi hướng đạo bằng tiếng Mỹ. Bằng Mỹ thôi mà nó dễ lắm, mau chơi với nhau, nó lỏng bỏ một tuần lễ là nó nói tiếng Anh bập bẹ được rồi. Thì nó thắt nút dây thì nó xem nhau nó thắt, rồi nó học cứu thương, rồi nó đi bộ, nó cắm trại, nó cắm lều, nó chơi với nó chả có cần gì tiếng Việt hết đó. Nó vẫn đi hướng đạo Mỹ được một cách rất thoải mái.